chào anh em San Vân U đây. Có một số anh em đặt câu hỏi với em là Lộc Phụ Hồ có đủ tiền để mua điện thoại Vertu đẳng cấp như này không? Cũng có một số nhiều anh em chưa biết Lộc Phụ Hồ là ai thì em sẽ cung cấp thêm một chút thông tin để anh em biết Lộc Phụ Hồ là ai. Lộc Phụ Hồ sinh năm 1994. Làm cái công việc đó là công việc nghề phụ hồ theo nghĩa đen, xách vôi xách bữa. Và là phụ hồ làm kia làm công việc xách vôi xách bữa, trộn bữa đơn thuần thôi, nhưng mà lại làm video quay lên YouTube, quay lên Facebook và dạy mọi người cách trộn bữa, chát tường, xây tường với cái lời văn, với những cái lời nói rất là mộc mạc, chân thành, gần gũi nên là được khán giả rất thích xem. Lộc Phụ Hồ hiện nay đã lập kỷ lục Việt Nam khi mà live stream ở trên nền tảng Facebook đã có được 250.000 người theo dõi cùng một lúc, vượt cả bà Phương Hằng là có trên 220.000 người lượt xem cùng lúc, trong khi đó Lộc Phụ Hồ tận 250.000 người, rất là khủng khiếp. Và kênh YouTube của Lộc Phụ Hồ đã đạt trên 1 triệu lượt subscribe, kênh fanpage thì cũng đạt trên 1 triệu lượt subscribe, và Lộc Phụ Hồ đang giữ rất nhiều kỷ lục ở Việt Nam. Có nhiều anh em hỏi là vậy thì làm nghề phụ hồ có phù hợp dùng điện thoại Vertu này không? Thì tất nhiên là không rồi. Nghề phụ hồ không phù hợp với những chiếc điện thoại Vertu sang trọng và đẳng cấp này. Chiếc điện thoại Vertu sang trọng và đẳng cấp này chỉ phù hợp với những anh em làm nghề giám đốc này, hoặc là những anh em mà đã có ô tô rồi, đã có nhà đẹp rồi, đã có đồng hồ đẹp rồi, đã có nhiều tiền rồi, thì anh em dùng điện thoại Vertu này cực kỳ đẳng cấp. Hoặc là những anh em dùng hai điện thoại, một điện thoại iPhone và có thêm một SIM nữa, mà anh em có cả SIM số đẹp, thì anh em dùng điện thoại Vertu này thì đẳng cấp, thì là hợp. Hoặc là những anh em mà hay phải đi đón khách và bạn bè mình có Vertu thì mình cũng nên phải có một chiếc điện thoại Vertu cho bằng bè. Còn nếu mà làm nghề phụ hồ ấy thì đừng mua điện thoại Vertu làm gì cả, bởi vì là không khoe được với ai đâu. Anh em có thể tìm mua Vertu ở trên mạng cũng được, tìm ở đâu cũng được, hoặc là có thể liên hệ với em. Em sẽ cam kết với anh em là bán Vertu giá rẻ nhất cho anh em và cam kết là hàng chuẩn nhất. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886 hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0965096886. Anh em nào xem video thấy có thông tin hữu ích thì ấn nút đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm nút chuông để cho video ngày mai của em sẽ hiển thị lên màn hình điện thoại của anh em nhé. Ngày nào em cũng làm video đấy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.